Đẹp chưa? Công trình này chắc công trình nhân tạo rồi. Hòn đảo rồi. Xa đấy, bờ hơi xa. Bờ xa thế nhỉ? Đây rồi. Nhà dân luôn đấy. Có nhà dân luôn. Có vẻ như là mình chưa qua cũng nấu đen này. Lúc này mình đi rồi. Qua rồi, cái thế nhở. Đi một hồi nó quay về chỗ cũ. Rời khỏi chỗ này thôi. Lại vẫn quay về chỗ cũ. Đi chuyển đây.
Đào không có học đấy. Ngấm nước hình như là khó đào hơn đấy. Ra dưới biển sới báo là không có ai, không có ai, hello.